4 cái hành động nam giới nghĩ là ngầu nhưng phụ nữ rất là ghét. Hành động thứ nhất, hút thuốc. Hút thuốc chưa bao giờ là một cái hành động hấp dẫn trong mắt phụ nữ cả. Họ rất là ghét cái mùi khói thuốc và điều này cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh. Anh em đừng hút thuốc khi ở gần phụ nữ nha. Hành động thứ hai, liên tục khoe về chiến tích của mình. Việc nói về những chiến tích tình trường của mình không khiến cho anh em hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ, mà ngược lại, họ sẽ thấy anh em là một người khoe khoang rất rất là nhiều. Hành động thứ ba, cho tay vào túi quần khi nói chuyện với họ. Cho tay vào túi quần không bao giờ là một hành động ngầu trong mắt người khác cả anh em ơi, mà đây là một hành động một chàng trai đang ngại giao tiếp với những người xung quanh. Cái hành động thứ tư đó chính là nẹt bô. Không có một cô gái nào muốn bị giật mình bởi những tiếng nẹt bô to lớn của anh em ngoài đường cả. Nó rất là nguy hiểm với những người xung quanh luôn đó nha anh em. Chúc em thành công trong quá trình chinh phục crush của mình.